Anh Cương. Hả? Em muốn lên bờ. Lên bờ? Em muốn lên bờ làm gì? Đồ ăn ở trên bờ rất là ngon. Em ăn đồ ăn trên bờ rồi sao? Ừ. Em mau ổi ra cho anh. Em có biết hôm trước cá dược mập chính vì lén ăn đồ ăn của con người mà đã ối suốt 2 tháng hay không? Đến giờ vẫn còn bốc mùi thối. Vậy mà em dám ăn đồ ăn trên bờ sao? Em không sao. Em đã ăn rất nhiều ngày rồi. Trên bờ có một tên ngốc, lúc hắn ăn thì giúp tôi ăn xuống biển. Ê, em gái ngốc à, em còn ăn nhiều ngày nữa. Em xem, người ta đem đồ ăn vứt xuống biển, nghĩa là không cần nữa, chứng tỏ đã bị thiêu rồi. Hắn không ăn được mà em lại... Em mặc kệ, thiêu rồi mà vẫn ngon như vậy. Em càng phải lên bờ nếm thử. Em nhìn anh của em nè, tu luyện cũng mấy ngàn năm rồi đúng không? Nhưng mà lên bờ mới có 2 lần thôi. Em tu luyện mới được 100 năm, em đã muốn lên bờ, lỡ gặp phải thầy bắt yêu quái gì đó. Cái gì pháp hải em từng nghe qua chưa? Nè, ngay cả lão tiền bối Bạch Tú Trinh tu luyện cao tới như vậy còn dẫn theo Tiểu Thanh mà cũng đánh không lại anh ta. Em mà đi như vậy không đủ cho người ta bún một cái nữa. Chứ em thái độ như vậy là sao đây? Em có biết trên bờ có người tên là Kim Tính Kiên không? Em không biết. Hắn chuyên lấy đội đang có những tiểu yêu như em đó. Nè, giỏi thì đi đi, không nghe lời cá lớn sớm muộn gì cũng bị thiệt thôi. Kim Tính Kiên, anh đừng có giết tôi. Tôi đưa nỗi đan cho anh, anh tha cho tôi đi. Anh ép tôi. Thank you.
Dạ Minh. Các vị à, xin lỗi nha, xin lỗi tiên sinh nhà chúng tôi hôm nay vẫn chưa dậy, thật sự không tiện để các vị đợi lâu, làm phiền ngày mai lại tới đi. Hả? Ông yên tâm, khắc xong sẽ đem qua cho ông ngay mà. Rồi xin các vị về cho ha. Lâu quá à, lát nữa mình đi đâu đi chị? Dịp thanh xuân. So now, number 5. Tất cả mùi sầu riêng đều có thể át được. Diệp tiên sinh, mời các vị ngồi. Lâu quá không gặp. Có mẫu gì mới không? Dĩ nhiên là có. Lấy cho chúng tôi coi thử đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Ngài Britton Diệp này không hổ danh từng du học nước ngoài, đối đãi với khách hàng chúng ta không khác gì với thượng đế. Với thân phận và sắc đẹp của các vị đây, đi đến đâu cũng sẽ được người ta xem như là thượng đế. Tài nghề giỏi, miệng còn ngon ngọt, làm nghề mai mà làm được như cậu vậy cũng xem như đã lên đến đỉnh cao. Tôi nói là nghề may là phân tay nghề cao thấp, nhưng mà những người làm nghệ thuật như chúng tôi thì rất khó đạt được tới đỉnh cao gì đó. Núi này cao cũng có núi khác cao hơn. Bà Lương à, tôi đã nói thế nào chứ, ngài Kristen Diệp này không phải là một thợ may bình thường đâu. Là nghệ thuật gia. Ông chủ. Ba vị phu nhân. Ông chủ à, giải anh đặt tháng trước đến rồi. Lại có hàng mới rồi. Tôi đợi bảo bối này lâu lắm rồi đó. Chúng ta xem mấy ngày nay quả tuyết trai mở cửa chưa? Vẫn vậy thôi, chưa mở. Ây trời, tấm vải này sờ vào tay thích thật. May một bộ vest cho ông Trần nhà tôi nhất định rất đẹp. Ông Trần nhà bà bình thường cũng đâu có mặc đồ vest, nhưng mà ông Mã nhà tôi. Trời ơi, hai bà đừng có giành với tôi. Ông Mã nhà bà ở trong doanh trại có dùng tới loại vải này không? Tấm vải này tôi đặt nha. Tấm vải này á, thực ra là tôi đã cố tình để dành lại cho một vị khách vô cùng đặc biệt. Vậy còn chúng tôi không phải là khách quý sao? Các vị đều là thượng đế của tôi mà. Hôm nay các vị đều sẽ được giảm 20% cho tất cả sản phẩm ở tiệm tôi. Ông chủ Diệp rộng rãi quá. Như vậy thì còn được. Tiểu Trương à, dạ, giúp tôi chăm sóc ba vị khách quý này. Dạ được. Tôi xin phép một chút. Được. Mời ba vị qua đây ngồi nghỉ ngơi. Đi đi. Hay, vẫn là ông chủ Diệp hiểu chuyện. Được rồi. Hãng vận chuyển Bạch Gia. Chạy đi. Làm gì chạy đi, chạy hết cho tao. Đi đại ca, ôi trời, phải hắn không? Chạy đi. Đây là ông chủ mới lên nhậm chức đó hả? Cái mặt bún ra sữa. Thấy tôi á, rải bột cho cậu thế nào? Có hài lòng không? Cuối cùng mấy người muốn làm gì? Ui, tôi không hài lòng sao? Vậy thì rải thêm đi. Rải tiếp đi. Nè, không được. Rải phía trên là gì vậy? Không được. Tôi đánh mẹ không vậy? Làm gì vậy? Đứng ra. Không được. Không được. Các vị đại ca, làm ơn đi. Một chút lòng thành, gọi là thành ý. Đại gia. Biết điều đó.
cậu chủ nhỏ. Hôm nay chỉ là rải vậy thôi. Nếu như muốn cảm ơn thì đem giấy tờ đất đai đến gặp tôi. Nhớ chuột kỹ được. Đây. Coi chừng nha con. Rõ chưa? Cậu ta kìa. Dài dắt đây, đổi tay nhất. Đi thôi. Đi thôi. Cậu chủ à, về thôi. Ông chủ Diệp à, lần sau anh có thể đi bằng cửa chính được hay không vậy? Anh làm tôi sợ muốn chết nè. Sorry, hôm nay có việc gấp lắm. 800 chuyện không có một chuyện nghiêm túc. Không hiểu sao tiên sinh chịu nổi anh ấy nữa. Anh Kim à, em đem thứ này tới cho anh nè, nhất định là anh sẽ thích lắm. Hả? Anh Kim. Ôi trời, chờ chút nha. Không hổ danh là anh Kim của em. Những người mặc quần áo của em á mà toát ra được khí chất như vậy đều là những nhân vật giống như thần tiên. Chỉ có anh trầm tĩnh mà không kém phần tươi tắn, hoạt bát nhưng không mất đi sự tao nhã, tinh tế nhưng không mất đi sự hàm súc. Quả thật là tự nhiên hoàn hảo. Phải rồi, anh xem thử cái này đi. Đây chính là giải Casimir, loại thượng hạng mới nhất. Anh xem thử màu sắc này đi. Rồi kiểu dệt nữa. Vừa xuống thuyền là đem tới đây liền cho anh đó. Ai đội em cũng không đưa. Cảm ơn. À phải rồi, màu xám này thực sự chỉ có mình anh mặc được thôi. Người khác mặc lên sẽ không bằng một phần dạng của anh đâu. À phải rồi, gần đây nhà hàng Mirador đó mới sáng tạo ra một món mới gọi là chim bồ câu ôm bơ. Bây giờ mọi người đang xếp hàng dài trước cửa, rất khó đặt chỗ. Đừng có thấy những phu nhân đó hàng ngày ăn ngon mặc đẹp, đến cửa tiệm của em nhắc tới món này hả, đều chảy nước miếng hết á. Nhưng mà nhà hàng đó có một tổng quản người Tây tên là gì ta? À phải rồi, Victor. Anh Victor này á đặt một bộ vest ở tiệm em, mặc lên rất là hài lòng, cho nên bao nguyên tầng nhất định mời em đến ăn thử. Em nghĩ lại á, cái đẹp nhất trong thiên hạ đều quay về cội nguồn, mỹ thực cũng là một thứ dễ đẹp. Cho nên ngày hôm nay á, anh Kim vẫn chưa có sắp xếp gì thì đi cùng với em đến Mirador ăn thử không? Không đói. À, vậy chúng ta để lần sau ha, lần sau đi. Anh Kim à, em nghe nói gần đây á, đường Hán Khẩu đã nhập về một lô đồ cổ mới, nói là từ trong cung thời Minh tuồn ra. Anh Kim đã đi xem thử chưa? Những thứ đáng giá thời Minh đều ở chỗ tôi rồi. Cũng đúng, cũng đúng. Diệp tiên sinh à, mời ngài dùng cà phê. Vẫn là tiểu bì chu đáo nhất. Em có một người bạn học tên là Tiểu Bạch, em từng nhắc với anh rồi mà phải không? Cậu Tiểu Bạch này á, anh đừng có thấy cậu ta như thư sinh nho nhã, thực ra là mở hãng vận chuyển, rất có thế lực ở bến cảng. Đáng tiếc vào đầu mùa xuân năm nay á, nhà máy xảy ra biến cố, cha mẹ đều qua đời hết rồi, Tiểu Bạch á không có cách nào khác phải tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Nhưng mà với bộ dạng thư sinh của cậu ấy á, làm sao mà lăn lộn được ở những nơi giống như bến cảng được chứ. Chưa được mấy ngày á, đã bị đám lưu manh đó để mắt tới kiếm chuyện với cậu ấy. Hai ngày trước á, Tiểu Bạch có tới chỗ của em kể khổ, cả người cậu ấy á, gầy rạc đi, em nhìn mà đau lòng lắm. Ông chủ Diệp, tôi xin phép đi trước. Cậu cứ tự nhiên nha. Ông chủ Diệp à, đây là mẫu mới nhất của Thượng Hải à? Dĩ nhiên là vậy. Đây không chỉ là mẫu mới nhất của Thượng Hải đâu, mà khắp cả nước này á, em đảm bảo đây là bộ duy nhất. Tôi mặc sẽ đẹp chứ? Đương nhiên là đẹp. Anh xem kiểu cổ rộng mới nhất đi, đính đá quý anh. Hơn nữa em nói cho anh nghe nha, màu xám này á chỉ có anh mới có thể mặc đẹp được, và cũng chỉ có em mới may được thôi. Diệp tiên sinh. Tiểu Bì à, tiên sinh nhà cậu lúc bình thường khi nghỉ ngơi cũng đều ăn mặc đẹp vậy sao? Đúng đó, bình thường anh ấy cũng như vậy. Ở nhà cũng rất để ý cách ăn mặc, nhưng ra ngoài thì lại không. Ra ngoài lại không để bình ý. Bình thường anh ấy cũng rất ít ra ngoài. Tiểu Bì à,
nếu như mai cho thiên sinh nhà cậu vài bộ đồ ngủ thì sao? Cha, lúc trước cha đưa con ra nước ngoài đi học, không ngờ con quay về lại kinh doanh nhà họ Bạch như vậy. Có nói sao đi nữa, họ Bạch chúng ta cũng là hãng vận chuyển lớn nhất Thượng Hải mà. Hả? Đám khốn kiếp các người dám làm càn trước cửa nhà chúng tôi. Làm càn, làm càn. Đám khốn kiếp các người, tôi sẽ dìm hết các người xuống biển, để nước biển cuốn các người đi. Cuốn đi, cuốn hết đi. Tiểu Ngư, thấy anh lật người thế nào? Anh còn biết lật nghiêng, nhảy lên rồi lật, xoay người lật. Bây giờ anh biểu diễn cho em xem nha. Em không muốn xem. Em sao vậy? Em đang giận sao? Ai ăn hiếp em? Em mau nói đi, anh sẽ trả thù cho em. Em nói vậy đi Tiểu Ngư. Có phải gần đây em hay chạy đến cầu tàu nhà họ Bạch không? Đúng, chính là Bạch Ngọc Thư đó, cái tên chân tay hậu đậu đầu óc ngu dốt đó, dám tới nước tiểu vào em. Anh ngửi thử đi, cả người em toàn là mùi nước tiểu, tức chết em rồi. Đâu có mùi nước tiểu đâu. Anh ngửi thử đi. Không có mùi. Có mà, có mà, có mà. Không đúng, chúng ta là cá mà, chúng ta sống ở trong nước thì làm sao bị ám mùi nước tiểu được. Đã nói là có mùi tức là có mùi. Em quyết định rồi, em sẽ tới nhà của hắn tắm. Em đừng có giỡn nữa. Em đi tắm. Tiểu Ngư à, em có biết tại sao những năm gần đây khu vực Thượng Hải có ít yêu tinh hoạt động không? Chính là vì khu vực Thượng Hải xuất hiện một đại yêu tinh tên là Kim Tính Kiên, chuyên lấy nội đan của yêu tinh chúng ta tu luyện cho bản thân. Rất nhiều yêu tinh trong giới của chúng ta đã chết thảm trong tay hắn. Nghĩ đi, người ta trốn còn không kịp, em lại muốn tự mình đọc mạng. Anh biết nói sao với em đây? Em không trưởng thành một chút được sao? Hả? Hả? Đã, sao lại đi nữa rồi? Mình quá đi. Mọi người sao dẫm lên đau như vậy chứ? Đau quá. Hey.
là ai vậy? Hả? Nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà tôi. Không phải cô tới nhìn trộm tôi tắm chứ? Ai thèm? Ai nhìn trộm anh? Hơn nữa, anh là đàn ông, mắc cỡ cái gì chứ? Hả? Cô chỉ không chịu nói lý lẽ đúng không? Bây giờ là cô nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà tôi, còn chê tôi mắc cỡ hả? Cả người tôi bị ướt nhẹp hết rồi, đều là do anh hại đó. Đau quá. Nước này đúng là do tôi tạt. Tôi lấy quần áo cho cô. Vậy mới giống lời nói của người từng đi phương Tây du học chứ. Cô còn biết tôi từng đi du học? À, xì. Lạnh quá. Lạnh. Lạnh. Con người cô kỳ lạ thiệt đó nha. Ra ngoài cũng không mang giày. Mang vào đi. Như vậy thì còn được. Họ Bạch kia, lão tử biết rùa con nhà ngươi không nỡ bỏ cái vỏ rùa của ngươi. Không nói nhiều nữa, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngoan ngoãn ra đây nói lại chuyện cho xong việc đi. Mau lên. Nếu không á, ta sẽ cho ngươi một ngọn lửa. Ban đêm còn tới. Ra đây đi. Ra đây. Mau ra đây. Ra đây mau. Ra đây. Hôm nay mày đang học ở hướng Tây sao? Ra đây. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Cái thằng này. Ra đây. Ra đây cho tao. Ông ta đang châm lửa. Ra đi. Mở cửa. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Mày điếc hả? Nhanh lên. Sao vậy? Ra đi. Mở cửa ra. Mau lên. Ra đi mau. Ra đây. Mở cửa ra. Đi hả? Anh nhịn được nhưng tôi không nhịn được. Ra đây. Tránh ra. Bỏ ra đây cho ta. Bọn chúng là người của Bạch Kim Cương, không phải đám du côn bình thường đâu. Mặc kệ là Bạch Kim Cương hay Bạch Kim Cương, đều là người xấu. Đi sao? Châm lửa đó. Mở cửa ra. Là người xấu cũng không phải người xấu bình thường. Nghe nói vậy chúng có qua lại với quan lại, giết người không chớp mắt. Năm xưa cha bọn chúng cũng làm vậy với cha tôi. Nhịn được cứ nhịn đi. Mở ra đây. Mở cửa ra đây. Mở cửa ra. Không ra tôi châm lửa đó. Như vậy còn nhịn được? Tránh ra. Mở ra. Các người mới là kẻ khốn kiếp. Ai mau qua đây. Ai muốn đánh với tôi? Ai không đánh với tôi? Đừng cãi với bọn họ. Nè nè nè, chuyện cứ dành cho tôi. Đừng có ồn ào nữa. Bây giờ ta đếm đến ba, quỳ xuống gọi ta là ông cố đi. Đúng rồi. Mau lên. Gọi đi. Quỳ đi. Gọi đi. Ba. Ây da. Bắt nạt người khác. Bắt nạt người khác hả? Con nhỏ khốn kiếp này, đánh cho tao. Đứng dậy hết đi. Hồi nãy chẳng phải đánh giỏi lắm sao? Con nhà đồ thối này, dám mạnh tay với tao hả? Con tên họ Bạch kia, mày nhớ đâu? Đi, đi, đi. Đừng có đi chứ. Vậy hết rồi sao? Nè, không phải đánh giỏi lắm hả? Không phải chửi tôi sao? Cô lợi hại nha. Không nhìn ra được cô là một nữ hiệp. Cô từ đâu tới vậy? Tôi... đúng. Tôi chính là nữ hiệp. Tôi là nữ hiệp tới từ núi Nga Mi. Hành tẩu giang hồ là để nêu cao chính nghĩa, đòi lại công bằng. Khi nãy nhìn thấy anh bị đám lưu manh khốn kiếp đang hiếp, tôi không thể chịu được, quyết định tới đây bảo vệ anh an toàn, giúp anh một chút. Hôm nay cũng xem như tôi đã trút được cơn giận giúp anh rồi. Vậy tại hạ thực sự phải đa tạ ơn cứu giúp của nữ hiệp. Không đau chân sao? Không thấy đau nữa. Mang giày của anh vào đỡ hơn nhiều rồi. Vậy đừng quậy tôi nữa. Rốt cuộc nhà cô ở đâu? Đêm khuya bến tàu không có người, rất nguy hiểm. Tôi đưa cô về. Không, tôi tới để tắm mà, vẫn chưa tắm nữa.
nè. Nè. Dạ Minh, tỷ đã sẵn sàng chưa? Còn thiếu nửa viên nội đan nữa thôi là tỷ có thể tỉnh lại rồi. Nữ hiệp, hay là cô dạy võ công cho tôi đi. Chẳng phải anh có tôi rồi sao? Anh học cái gì? Lúc cô đi rồi thì làm sao? Muốn dạy vài chiêu cũng không phải là không được, nhưng mà anh phải bái tôi làm thầy trước. Bái thế nào? Mỗi ngày đem cho tôi một dĩa bánh ngọt. Vậy thì đơn giản. Nếu như cô thích, tôi có thể dẫn cô đi ăn tất cả bánh ngọt trong thiên hạ. Quyết định vậy nha. Ừ? Vậy được rồi. Nhìn kỹ nha. Chiêu này gọi là cá dãy đuôi. Chiêu này gọi là cá bắt yêu. Chiêu này gọi là dòng nước ngầm. Hả? Được rồi, anh học theo tôi đi. Rồi. À. À. Hey. Hey. Anh đánh kiểu gì vậy? Bà già đánh còn có sức hơn anh nữa. Bỏ đi, anh tự tập trước đi. Tôi đi ăn bánh chiên đây. Anh không được lười biếng nha. À. Một chút nữa. Chân thẳng ra, thẳng ra. Giơ cao lên. Ơi. Ha. Anh tới làm gì? Trời, cô em mặt mũi xinh xắn quá hả? Đi chơi với anh nha. Anh sẽ không. Làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Tôi sợ lắm đó. Tên mặt trắng này, lông mọc chưa đủ bắt chước người ta làm anh hùng sao? Hả? Cút đi. Cô chạy đi. Chạy mau. Cút đi. Anh buông em ra. Buông ra, buông em ra. Cô chạy mau, chạy mau. Cậu muốn chết sao? Thả anh ấy ra. Đừng đánh anh ấy. Anh buông anh ấy ra. Cậu ta đánh anh trước mà. Anh buông ra. Đi. Buông em ra. Không được đi. Không được đưa cô ấy đi. Mau dừng lại. Không được đi. Mau dừng lại. Anh không làm được gì đi. Vậy? Cậu dừng lại. Nào, đứng dậy. Mau đứng dậy, không sao chứ? Không sao. Đi. Đợi em. Cẩn thận nha. Anh vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Để tôi. Ngồi đi. Cô tự chăm sóc cho mình đi. Wow,
cũng lớn thật. Anh có nhiều sách vậy? Dù sao tôi cũng từng đi học mà. Để tôi bôi giùm cho. Ơ, chờ chút. Để tôi tự bôi. Anh bị thương sau lưng làm sao mà bôi được? Cởi áo ra đi. Cởi ra. Từ nhỏ cha tôi đã nói với tôi, nam nữ thọ thọ bất thân. Tôi từng du học nước ngoài, nhưng nội tâm vẫn bảo thủ. Cũng đâu phải chưa từng thấy. Anh ngồi xuống đi. Ở đây hả? Xin lỗi nha. Cậu chủ. Tôi ra ngoài trước. Chú thấy cô gái này rất tốt đó. Cậu chủ, con phải giữ chặt đó. Hả? Hàng vận chuyển của chúng ta được thái bình là nhờ nữ hiệp này đó. Hả cái gì? Đàn ông lớn rồi, có cái gì đâu mà ngại chứ. Trời ơi, chú Lương, chú đừng nói bậy. Tình trạng của con bây giờ làm sao thích hợp nói chuyện yêu đương? Chẳng phải làm hại con gái nhà người ta hay sao? Thằng nhóc này. À đúng rồi, đây là sổ sách của hôm nay nè. Tiểu Ngư à, theo anh về nhà đi. Về nhà cái gì? Ai thèm về nhà với anh? Hồi nãy anh đánh Bạch Ngọc Thư, em còn chưa tính sổ với anh đó. Cậu ta đánh anh trước mà. Em thôi, được rồi Tiểu Ngư à. Em xem, em cũng đã tắm rồi, cơm đã ăn rồi, cũng đánh lương anh rồi, em còn muốn gì nữa đây? Em không cần anh lo. Ê nè, Tiểu Ngư à, anh là người từng trải. Em nghĩ thế nào anh đều biết hết. Nhưng mà không được đâu. Anh nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn phải đón em quay về. Em có biết Kim Tính Kiên trong truyền thuyết đó đáng sợ thế nào không? Còn những thầy bắt yêu của nhân gian nữa, bao nhiêu đồng bào yêu tinh của chúng ta đều chết trong tay họ. Còn đám lưu manh mà em đánh nữa, bọn chúng có thể để yên không? Nhân gian thật sự quá nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Em biết rồi, em không cần anh lo. Em biết mà vẫn không đi với anh sao? Đợi em dạy cho Bạch Ngọc Thư biết đánh nhau, em sẽ quay về. Dạy tên mặt trắng đánh nhau hả? Em đừng có phí công vô ích nữa hả? Với thể trạng đó của hắn, gió thổi qua là ngã liền, mà em dạy hắn đánh nhau cái gì chứ? Em quản không nổi đâu, mặc kệ hắn đi. Đi thôi. Em không nói là muốn quản anh ta. Ai nói muốn quản anh ta? Em còn chưa nói là muốn quản anh ta mà. Em chỉ là dạy cho anh ta biết đánh nhau. Nhìn thấy anh ta chân tay lóng ngóng tập theo, em thấy vui. Còn chối nữa. Em đúng là thích tên mặt trắng đó rồi. Không phải. Đúng là vậy. Em không thích. Em có thích. Em không thích. Em có thích. Em có thích thì đã sao em... Anh có thể làm gì được em? Em có thích. Em thích cậu ta rồi. Ê, mình thích chết đi được. Mau qua đây, ăn cơm thôi. Có đẹp không? Ừ. Coi bộ là không đẹp rồi. Mặc vậy rất khó chịu. Wow. Đây. Thơm quá. Anh còn biết nấu cơm sao? Đây là tôi cố tình học theo chú Lưu đó. Cô mau thử món này đi. Ừ.
đây là món mà tôi thích ăn nhất đó. Sao hả? Ăn nhiều vô. Cách ăn uống của cô không hợp với cách sửa soạn của cô chút nào. Không đẹp sao? Đẹp mà. Thử món khác đi. Nói vậy còn nghe được. Anh đừng chỉ lo nhìn tôi, anh cũng ăn đi. Ăn thôi. Thật không ngờ anh đánh nhau không ra gì, nhưng tay nghề nấu ăn lại rất giỏi. Đánh nhau tôi cũng sẽ học đàng hoàng. Sẽ có ngày tôi trở nên rất lợi hại. Được. Vậy thì sau này tôi sẽ đem võ công mà tôi học được dạy cho anh thật kỹ càng cẩn thận. Tranh thủ lần sau đám lưu manh đó lại tới gây chuyện nữa, tôi không cần phải ra mặt. Tại sao không cần cô ra mặt nữa? Chẳng phải anh mới nói hay sao? Không thể chuyện gì cũng để con gái làm được. Quên rồi sao? Ồ, đúng đó. Như vậy đi, chúng ta ăn cơm xong thì đi học. Sau khi dạy cho tôi xong, cô muốn làm gì thì làm. Mọi chuyện cứ giao cho tôi. Không cần làm gì nữa sao? Mà khoan, cô phải phụ trách rửa chén. Đồ ăn tôi cũng nấu rồi, cơm tôi cũng nấu, cô cũng phải rửa chén chứ. Anh không sao chứ? Còn đau sao? Tôi không sao. Sao có thể có gì được? Tay cô không sao chứ? Anh không sao thật chứ? Không sao thiệt mà. Này nè, ăn đi. Anh cũng ăn đi. Được. Cậu chủ, cậu chủ, bên cầu tàu có chuyện rồi. Ê, đúng là sống lâu rồi mà. Liên quyền. Huyền không gặp mờ được, các công nhân không thể giới hạn được. Cậu xem, em phải làm sao đây? Chống đối với cậu ta thì có ích gì chứ? Một đại thiếu gia như cậu ta, cứ trèo lên xuống mà không phân biệt được, đừng có tốn công vô ích nữa. Đưa dây thần đây. Con chủ, con định làm gì vậy? Con sẽ bơi ra chỗ thuyền. Con lên được thuyền rồi, mọi người lo con về thuyền về. Con chủ à, không thể được đâu. Sóng này á, đừng nói con, tới thuyền cũng không gặp bờ được. Con xuống đó, còn chưa kịp coi lên đã bị sóng cuốn đi rồi. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Đúng đó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà con chủ. Đúng đó, nguy hiểm. Anh không thể xuống đó được. Xuống dưới. Tôi không thể xuống, cũng phải xuống. Làm vậy nguy hiểm lắm. Mọi người nắm chặt dây thừng, đợi tôi lên được thuyền thì kéo tôi vào. Nè, không thể liều được đâu. Con xuống đó là sao hả? Con chủ. Cậu ấy xuống rồi. Cẩn thận đấy, cẩn thận nha cậu chủ. Nắm chặt lấy, nắm chặt dây thần, tôi phải nắm chặt nha. Gan to, nhanh nhanh, thả dây thần, cậu chủ. Không được quay về nha. Anh, sao anh lại không em vậy?
Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Ngoan ngoãn ở trong đó vài ngày đi. Anh mau thả em ra đi. Em phải đi cứu Bạch Ngọc Thư. Yên tâm đi, anh mới thấy cậu ta được cứu lên bờ rồi. Anh à, sao anh nhất định gây khó khăn cho anh ta vậy? Anh muốn hại chết anh ta sao? Anh, nhưng mà anh không thể nhìn em tự mình đi tìm cái chết được. Anh, anh à, anh thả em ra ngoài đi. Tạ trời tạ đất. Cậu chủ à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Chú Lưu, chuyện này là sao vậy? Sau này á, không được hành động cảm tính như vậy nữa hả? Còn lô hàng đó? Hàng đã được dỡ xuống kịp lúc rồi. Chỉ là cô Tiểu Ngư đó. Cô ấy sao rồi? Cô Tiểu Ngư vì cứu con đã nhảy xuống nước, nhưng mà nước chảy xiết, anh em của chúng ta cũng nhảy xuống vớt. Nhưng mỗi người một số mạng. Cậu chủ à, con đừng bao giờ tự trách, tự trách bản thân mình nha. Chú đang nói gì vậy? Tiểu Ngư cô ấy sao rồi hả? Chẳng phải Tiểu Ngư đang khỏe mạnh sao? Không thể nào. Sao có thể như vậy? Nhất định Tiểu Ngư sẽ không bị gì đâu. Con phải đi tìm cô ấy. Con phải đi tìm cô ấy. Nếu không phải con hành động theo cảm tính thì cô Tiểu Ngư làm sao mà chết? Con đừng quậy nữa mà. Cậu chủ à, bây giờ nữ hiệp đó không còn nữa. Hãng vận chuyển này bán cho bọn họ đi. Cậu chủ à, bớt đau buồn. Ra ngoài đi. Đừng có mơ. Anh à, anh xem, anh cũng đã 2 ngày 2 đêm chưa được ăn gì rồi, chỉ là để nhốt em lại. Anh đói như vậy em đau lòng lắm. Xem như em còn chút lương tâm. Cho dù anh không nói chuyện ăn cơm, anh có thể không thở sao? Muốn nhốt em lại không có cửa đâu. Mở cửa, mở cửa, mau lên mở cửa đi. Mở cửa lên. Mở cửa ra đây. Mở cửa ra đi. Mở ra đi. Lại gặp nhau nữa hả? Các người muốn sao? Chỉ có mình mày thôi sao? Con nhỏ kia đâu? Tao đánh tao nè. Chẳng phải gặp ở đâu tao đánh ở đó sao? Hả? Nó đâu rồi? Tao đánh tao nè. Các người đừng hiếp người quá đáng. Ôi trời, tao hiếp mày đó là sao hả? Dám đánh tao không? Dám đánh không? Dám đánh không? Đánh đi. Ngon đánh tao thử đi. Ngon đánh đi. Cố gắng thì đánh đi. Thằng nhóc. Nhóc con mà chán sống rồi hả? Đúng đó, đánh nó đi. Thằng này nó dám đánh tao cái gì hả? Đừng qua đây. Hả? Hả? Nói gì? Tụi bay qua đây. Đánh nó. Vậy hả? Đánh nó. Chết đánh cho tao. Chết đánh cho mày. Chết đánh cho mày. Chết đánh cho mày.
dám tới nữa không? Các người tới lần nào, tôi đánh các người lần đó. Chạy mau, chạy mau. Đi, 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 trốn đi thôi. Tụi bay, chạy đi. Nè, ngon lắm đó. Nè. Tôi biết chắc chắn chú Lưu đang gạt tôi. Cô không thể bỏ tôi lại một mình vậy được. Chẳng phải tôi đã quay về cứu anh rồi sao? Anh ngốc như vậy, sau này phải làm sao đây? Thì đã có cô rồi. Cô chắc không muốn đi thật đó chứ? Ai nói là tôi muốn đi? Cô không đi hả? Vậy người nhà cô không lo lắng cho cô sao? Tôi không có nhà. Cô, nếu cô không có nơi nào để đi, cô cũng biết tình hình của tôi rồi. Văn không giỏi, võ chẳng thông, nhưng không tới nỗi bị đói. Cơm nước thanh đạm vẫn có thể lo được. Nếu cô không thấy ngại. Anh thích tôi hả? Sao lại hỏi vậy? Vậy nếu như anh không thích tôi thì tôi ở lại làm gì chứ? Tôi thích cô thì cô sẽ ở lại sao? Hả? Chuyện đó thì chưa chắc. Được rồi, cô đừng khó xử nữa. Bộ dạng của tôi bây giờ sao dám nói chuyện yêu đương? Nhếch nhác thảm hại, tới bản thân mình còn chưa chăm sóc được. Làm gì có tư cách để nói thích một ai đó. Tôi thì không sợ cảnh nghèo khổ. Tôi biết đánh nhau, ăn cũng không nhiều. Ý cô là cô đồng ý ở lại sao? Tiểu Ngư, cô đồng ý ở lại thật sao? Anh muốn cầu hôn em. Tiểu Ngư, Bạch Ngọc Thư anh, xin thề với trời, bất kể là nghèo khổ hay giàu có, mạnh khỏe hay là bệnh tật, Bạch Ngọc Thư anh, đời này kiếp này chỉ tốt với một mình Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, em có thể lấy anh không? Em có đồng ý không? Móc méo. Tiểu Ngư tốt của anh, Bạch Ngọc Thư tôi sắp kết hôn rồi. Ngọc Thư à, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Đi tìm bạn học cũ của anh. Nghệ thuật gia đó hả? Phải. Hôn lễ của chúng ta tuy tổ chức đơn giản, nhưng cũng không thể để em quá thiệt thòi. Anh muốn để em mặc bộ y phục đẹp nhất Thượng Hải để xuất giá. Em sau này đều muốn mặc những bộ trang phục đẹp nhất Thượng Hải. Đúng. Chỉ có những trang phục đẹp nhất Thượng Hải mới xứng với phu nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Đi, vào trong thôi. À, đây là tiệm quần áo bạn anh mở. Wow. Hai vị, chào mừng ghé thăm tiệm nhỏ. Xin hỏi hai vị cần mua gì không? Ông chủ của anh có nhà không? À, hai vị đợi chút. Ông chủ. Ông chủ lúc nào cũng ở đây cả. Ôi trời. Ôi ôi ôi. Hả? Anh Thanh Xuân. Mấy ngày nay không gặp, thần sắc tốt lên hẳn ha. Chúng ta chỉ có mấy ngày không gặp thôi mà. Lần trước cậu còn đi một mình, sao hôm nay không giới thiệu đi? Đây là vị hôn thê của em, Tiểu Ngư, Ngư tiểu thư. Ngư tiểu thư, Kristen Diệp. Lại nữa. Vậy em qua đó xem trước nha. Đi đi. Mọi người cứ tự nhiên, coi như nhà mình đi.
Trời, cái tên nhóc cậu giỏi thiệt nha. Kiếm được vị hôn thê đẹp như vậy. Đẹp quá. Mới có mấy ngày thôi mà. Em cũng không ngờ được. Anh Thanh Xuân, lần này em muốn tới nhờ anh giúp tụi em may một bộ lễ phục cưới. Tìm đúng người rồi đó. Tiệm của tôi mới về một lô vải mới. Chọn tùy thích đi. Cứ tính cho tôi. Như vậy em ngại lắm á. Chuyện nhỏ thôi. Tới lúc đó mời tôi uống rượu mừng là được rồi. Vậy thì em không khách sáo nữa. Tiểu Ngư, chọn thoải mái nha. Ôi trời, anh Kim, hôm nay sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tôi tới lấy cà vạt. Cà vạt? Mấy chuyện nhỏ này á, anh cứ chuẩn bị nói với em một tiếng là được. Em đem qua cho anh. Cần gì anh phải đích thân tới đây chứ? À phải rồi, à, tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là anh Kim Tính Kiên, Kim tiên sinh vô cùng khó gặp. Còn người này á chính là Tiểu Bạch mà em từng nói với anh, Bạch Ngọc Thư. Ở khu vực Thượng Hải xuất hiện một đại yêu tinh tên là Kim Tướng Kiên, chuyên lấy nội đan yêu tinh của chúng ta tu luyện cho bản thân. Kim tiên sinh, nghe danh đã lâu. Kim tiên sinh á là hàng xóm của tôi, rất coi trọng tài năng nghệ thuật của tôi đó, thường hay tới đây á mời tôi uống trà. À phải rồi, phải rồi. À, cà vạt hả? Đợi đợi em chút nha, để em đi lấy. Có liền đây. Sau này nếu gặp phải rắc rối cứ tới Quả Tuyết Trai tìm tôi bất cứ lúc nào. Dạ được. Vậy thì tại đây xin cảm ơn Kim tiên sinh trước. Vậy tôi đi trước đây. Gần đây tôi có nuôi một con cá nhỏ, thường xuyên nhảy ra ngoài chậu nuôi. Mọi người cũng biết đó, cá rời khỏi nước chắc chắn sẽ không sống nổi đâu. Hay quá đi. Hay là đẹp nữa. Bạch gia, thuộc hạ làm việc không chu toàn đều là do tên họ Bạch kia không biết ở đâu tìm ra một con nhỏ vừa gặp mặt là đánh. Chúng tôi thật sự không đánh lại, nghĩ đủ mọi chiêu cũng không làm được. Ông xem coi thử nè. Bạch gia tha mạng. Đây là cơ hội cuối cùng mà anh họ tôi đã cho ông. Nếu ông vẫn không lấy được hãng vận chuyển Bạch Ký, viên đạn này sẽ không có mắt đâu, có hiểu chưa? Nhất định. Bạch gia, ông cứ yên tâm, lần này nhất định mã đáo thành công. Mở cục đi. Dạ. Nè, con nhỏ này giữa ban ngày tới bãi biển làm gì? Không biết nữa, hay là qua đó xem thử đi. Còn cởi quần áo nữa kìa. Ôi trời, nhảy xuống biển mất tiêu rồi. Tìm tên tiểu tử thúi đó hả? Mà quay lại đây. Ôi, anh trai tốt của em, anh đừng có giận nữa mà. Chẳng phải em đã quay về đây tìm anh rồi hay sao? Em đừng tưởng nói vài câu dễ nghe thì anh sẽ nguôi giận nha. Nè, có phải tên nhóc đó đá em rồi không? Đó, anh nói sao chứ? Con người rất dễ thay đổi. Anh đã nói với em từ rất sớm không rồi mà. Không có. Lần này em quay về là muốn nói với anh, em với Bạch Ngọc Thư sắp kết hôn rồi.
Kết hôn? Đầu óc của em bị hư rồi hả Tiểu Ngư? Người ta đều nói cá chỉ có trí nhớ 7 giây. Em... người và yêu khác biệt. Em xem từ xưa đến nay có yêu tinh nào có thể tu thành chánh quả với người không? Anh, em biết. Nhưng chúng ta tu luyện là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì có một ngày có thể không chỉ là một con cá mà được có người yêu, cũng có thể yêu người khác hay sao? Thì tại vì người ta chưa biết em là cá. Sau này em xin cho người ta một bầy cá xem người ta có cầm cây đánh đuổi em hay không. Anh còn nói bậy nữa. Em tuyệt giao với anh luôn. Tuyệt giao? Em vì tên mặt trắng đó mà tuyệt giao với anh? Anh thấy em bị quỷ ám tâm tư rồi. Tên mặt trắng Bạch Ngọc Thư đó anh đã thấy nhiều rồi. Hắn không phải loại tốt đẹp gì. Hơn nữa, không đợi em kết hôn với hắn ta thì em đã bị Kim Tính Kiên bắt đi rồi, có biết không? Em đã gặp Kim Tính Kiên rồi. Hắn đúng là rất đáng sợ. Nhưng em muốn ở bên cạnh Bạch Ngọc Thư, không muốn xa anh ấy, cho dù phải chết. Anh không cần lo lắng cho em. Em không để bị hắn bắt được đâu. Tiểu Ngư ngốc, nhân gian không thuộc về em. Không phải cô ta nhảy xuống biển rồi sao? Sao giờ xuất hiện vậy giữa ban ngày ban mặt? Chẳng lẽ chúng ta thấy quỷ? Đừng có nói bậy bạ. Ở trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Tôi nghe nói quỷ nước đi vào quỷ môn á thì đâu có mặc quần áo. Nhưng mà không đúng nhỉ. Ma quỷ sao lại có bóng chứ? Vậy ý anh là cô ta chưa chết hả? Không lẽ cô ta là quỷ? Không lẽ là yêu thương? Nơi nào có yêu tinh sẽ có thầy bắt yêu này. Bây giờ tôi sẽ thu phục cô ta. Mùi cá tanh nồng quá. Anh là ai? Tại hạ thầy bắt yêu Liên Quyền, muốn đến xin cô miếng cơm ăn. Tôi không đem đồ ăn theo người. Nhưng sao tôi ngửi thấy có mùi cá tanh vậy? Anh muốn ăn cá thì tự ra biển mà bắt. Ê, chẳng phải ở đây có sẵn sao? Tiểu ngươi tình giỏi lắm. Không cho ngươi thấy chút bản lĩnh, ngươi không biết sự lợi hại của Liên Nguyệt ta. Tôi với anh không hề quen biết, cũng chưa từng làm chuyện xấu ở nhân gian. Tại sao anh lại muốn bắt tôi? Người có giới của người, yêu có giới của yêu. Ai lo phần ấy mới là con đường đúng. Muốn chạy? Sao? Chạy nữa đi. Thả tôi ra. Không thả. Tại sao anh lại muốn bắt tôi? Thả ra. Chạy đi. Lại là cô. Phải anh rất khó xử không? Tiểu Thanh, không biết nên đuổi theo ai đây. Lần này không tha cho cô. Tới đây. Đứng lại. Đuổi theo tôi. Đứng đi lại. Thầy bắt yêu thì có Đứng gì chưa? Chứ Tiểu Ngư à. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Tiểu Ngư. Ngọc Thư.
khuya rồi, em đi đâu vậy? Chúng ta đi mau. Hả? Đi đâu? Đại ca, chính là nó đó, nó chính là yêu quái. Hèn gì con nhỏ này khó đối phó như vậy, thì ra là yêu quái. Yêu quái gì chứ, các người đừng nói bậy. Các người còn dám tới đây à? Biết sợ rồi hả? Không phải cô đòi đánh tôi mà. Ngọc Thư, anh mau đi đi. Không phải nói gặp tôi lần nào đánh lần đó sao? Đánh đi. Đừng làm bậy nha. Đánh đi. Anh để em. Đại ca có sao không? Không tự lượng sức. Đại ca có sao không? Đại ca không sao. Chứng sống nữa sao? Là súng đó. Tiểu ngư, em làm sao vậy? Không phải cô giỏi lắm sao? Quá ra cũng sợ súng hả? Trời ơi, yêu quá. Lại là anh sao? Rốt cuộc khi nào anh mới chịu thôi? Tôi là anh của nó. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tôi cho cậu biết chúng tôi là yêu tinh. Bây giờ tôi đưa em gái tôi về, đừng để bám theo nó nữa. Tôi cảnh cáo cậu. Tiểu Ngư à, chúng ta đi thôi. Ngọc Thư, em đúng thật là yêu tinh. Em đã gạt anh. Anh có còn nhớ không? Con cá bảy màu nhỏ đó, nó chính là em. Anh đã nuôi em lâu như vậy, em còn biến thành người tới gạt anh. Em xin lỗi. Tiểu Ngư, bất kể em là người hay yêu tinh, anh chỉ biết em là vợ sắp cưới của anh. Chúng ta đã đặt trang phục cưới luôn rồi mà. Anh còn phải đưa em đi ăn tất cả món bánh ngon nhất khắp Thượng Hải. Anh còn phải mua những bộ quần áo đẹp nhất Thượng Hải cho em mặc. Bây giờ em bị thương rồi, Anh phải đưa em đi bệnh viện. Cậu bị điếc hay sao vậy? Chúng tôi là cá, là yêu tinh, là tà ma. Cho dù có chết cũng phải chết trong biển. Anh im miệng cho tôi. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, không tới lượt anh ở đây khoa chân múa tay. Kiên Tính Kiên, đưa em đi tìm. Tiểu Ngư, em bị điên rồi hả? Em đi tìm hắn, em có còn cần nỗi đau của mình hay không? Em không quan tâm, chỉ cần có thể được ở bên Ngọc Thư. Đi, anh đưa em đi tìm anh ta. Đi, mình phải đi theo. Tiểu Ngư à, Tiểu Ngư cố lên, cố gắng lên, tên mặt trắng đã tới chưa vậy? Tiểu Ngư cố lên. Cố lên Tiểu Ngư, cố lên. Là ở đây. Kim tiên sinh, 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 tôi cầu xin anh, Kim tiên sinh, anh nhìn cô ấy đi, anh cứu Tiểu Ngư được không? Tôi biết anh có thể cứu cô ấy. Cứu cô ấy thì được, phí chữa bệnh nửa viên nội đan. Kim tiên sinh, tôi xin anh, có thể chăm trước được không? Kim tiên sinh, tôi trả tiền cho anh được không? Vàng bạc châu báu anh cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho anh bấy nhiêu. Anh giữ lại nội đan cho Tiểu Ngư đi. Nó vốn dĩ tu luyện còn thấp, nếu không có nửa viên nội đan, nó chỉ có thể trở lại là cá. Kim tiên sinh à, tôi cầu xin anh, tôi dập đầu lại anh. Kim tiên sinh à, Kim tiên sinh, tôi cầu xin anh, Kim tiên sinh. Nửa viên nội đan không được kỳ kèo. Kim tiên sinh, không còn cách thương lượng nào nữa sao? Kim tiên sinh à, hay là anh lấy nửa viên nội đan của tôi nha. Tôi chấp nhận lấy nửa viên nội đan của tôi đổi cho Tiểu Ngư. Anh có được không? Anh
em trở lại nguyên hình. Một con cá nhỏ thì được. Nếu anh trở lại nguyên hình, cả họa tuyết trai này sẽ không chứa nổi anh đâu. Em gái ngốc à, đã là lúc nào rồi còn nói như vậy. Nếu như em là cá thì làm sao kết hôn với hắn ta chứ. Dù cô ấy có biến thành cá, tôi cũng muốn cưới cô ấy. Còn muốn kết hôn với cá sao? Kết hôn với cá thì đã sao. Anh muốn dùng thời gian cả cuộc đời anh để bảo vệ em. Thời gian của đời này không đủ thì cả kiếp sau nữa. Chỉ cần em có thể sống, chuyện gì anh cũng chấp nhận làm. Cô ấy không còn thời gian nữa. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em. Đợi em tu luyện lại thành người, chúng ta sẽ kết hôn. Sợ là tới lúc đó anh biến thành một ông lão rồi. Vậy em không được chê bai anh. Em sẽ không. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, để cô ấy tỉnh dưỡng cho tốt, vài ngày nữa thì có thể lành hẳn. Cảm ơn Kim tiên sinh. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Cuối cùng chúng ta cũng được mãi mãi bên nhau rồi. Cảm ơn Kim tiên sinh. Dạ Minh. Đệ là ai? Tôi là viên đá nhỏ đây. Viên đá nhỏ? Ta thấy đệ là một hòn đá. Sau này ta sẽ gọi đệ là viên đá nhỏ. Nhưng giao hẹn trước nha. Nếu như người bên ngoài hỏi đệ có lai lịch như thế nào, đệ nói đệ là đệ ở nhà mẹ ta. Nghe rõ chưa? Cái tên viên đá nhỏ đó là tỷ đặt cho tôi. Không thể nào, viên đá nhỏ còn ở tuổi nghịch bùn đất mà.
Tỷ còn nhớ cái này không? Nếu tôi đem tặng cho tỷ một lần nữa, tỷ sẽ nhận nó chứ? Chữ của tôi không đẹp nên tôi đã khắc hình bát quái. Viên đá này là... Nó rơi ra lúc tôi bị thương. Viên đá nhỏ, để phải cẩn thận đó. Sau này không được để mình bị thương nữa. Tặng tỷ nè. Tặng ta? Đây là chân thân của đệ, sao có thể tùy tiện tặng người khác được? Không phải tùy tiện tặng người khác, tôi chỉ tặng tỷ thôi. Tôi khắc ấn chân tặng cho tỷ. Ta không lấy đâu, đệ tự cất giữ đi. Tại sao chứ? Dạ Minh. Thật ra cái đêm mà tỷ lượm những con dấu đó về, tôi không hề ngủ. Ôi, là đệ thật sao? Viên đá nhỏ, đệ đã lớn như vậy rồi. Ấn chương này là chân thân của đệ, đệ phải cất nó cho kỹ đó. Nhưng mà trong đầu ta cứ nhớ đệ là một đứa trẻ thôi. Tôi là bổ thiên thần thạch, muốn lớn lên tự nhiên sẽ lớn lên thôi. Khuôn mặt cũng đẹp trai lắm, vẫn là không biết cười. Để đứng lên để ta xem thử đi. Để mặc loại y phục kỳ lạ gì vậy? Còn nữa, tóc của đệ đâu hết rồi? Người bây giờ đều ăn mặc như vậy. Bây giờ? Ở đây là đâu? Đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta hả? Chúng ta chuyển nhà từ hồi nào? Sao ta mới vừa ngủ dậy thì đệ đã lớn như vậy rồi? Nhà cũng chuyển luôn rồi. Chuyện này là sao đây? Tỷ đã ngủ rất lâu rồi. Ngủ vui sao? Sao ta ngủ vui chứ? Với lại rất lâu là bao lâu? 10 năm trước tỷ bị một trận ốm, ngủ vui và ngủ mãi cho tới bây giờ. Ta ngủ 10 năm rồi. Nhưng mà tại sao ta không nhớ gì hết vậy? Cẩn thận, tỷ mới tỉnh lại, bây giờ cơ thể còn rất yếu ớt. Tỷ nghỉ ngơi trước đi đã, có lẽ từ từ tỷ cũng sẽ nhớ lại thôi. Tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho tỷ. Ê, ở bên ta thêm chút nữa đi. Viên đá nhỏ, sao không ngủ? Giường không thoải mái hả? Ngủ có nghĩa là gì vậy? Ngủ hả? Chính là nhắm mắt lại không suy nghĩ gì hết. Nè, ngủ đi. Nhắm mắt. Tỷ ở bên tôi chút nữa đây.